Nói về Huế là người ta sẽ nói đến đất cung điện, các thành quách nguy nga tráng lệ. Có phải là được chánh cung hoàng hậu hay là được phi tần là đi vô cổng này hay không? Mời bà con ở Huế giải thích giùm cho Việt Hương nha. Việt Hương rất là hân hạnh được đồng hành với chương trình Tôi Yêu Chợ Việt. Và chương trình Tôi Yêu Chợ Việt, khi mà đến Huế thì Việt Hương nhất định phải xin đứng ở tại cái cầu này để nhìn được cái cổng đó. Nói về Huế là người ta sẽ nói đến điện, các thành quách nguy nga tráng lệ, nhiều nơi để mình tham quan thắng cảnh. Đặc biệt chương trình Tôi Yêu Chợ Việt, tại sao lại nói tới thành nội, tới nói ra thành quách đẹp đẽ, nói những cung cấm này nọ là tại sao? Tại trong thành nội có một cái chợ gọi là chợ Tây Lộc, cho nên chương trình Tôi Yêu Chợ Việt đã vào tới chợ Tây Lộc để mời bà con tham gia cùng chơi và cùng đồng hành với chương trình Tôi Yêu Chợ Việt. Việt Hương đang đứng ngay cái cổng Thái Viên, có phải là được chánh cung hoàng hậu hay là được phi tần đi vô cổng này hay không? Mời bà con ở Huế giải thích giùm cho Việt Hương nha. Bây giờ Việt Hương sẽ đi cùng với chương trình Tôi Yêu Chợ Việt coi trong chợ Tây Lộc đang làm gì. Mời cả nhà. Bây giờ Hương sẽ được vô cổng đây và Hương không biết Hương là cái gì. Hương là cung phi mỹ nữ gì. Vui quá à. Tại vì mình nghĩ ngày xưa là phải có chức vụ á, phải là phi tần gì mới vô đây được. Còn bây giờ mình được vô luôn. Đi nghe đi vô. Tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.